Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một khán giả nữ gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chương trình ạ. Tôi năm nay tôi 63 tuổi, kết hôn năm 1986 thì hiện giờ tôi có hai con, một trai một gái đã trưởng thành. Thì bây giờ là chồng tôi năm 2010 đến giờ là quan hệ mất một người khác, và đến năm cuối 22 tôi mới biết tin thì hiện giờ có ba đứa con riêng. Thì tôi cũng không biết bây giờ phải nên giải quyết gia đình như thế nào. Thì chồng tôi cũng làm sai trái nhưng mà không hề xin lỗi tôi với một tiếng. Tôi trong cuộc sống gia đình bây giờ nó đảo lộn hết, thì bây giờ cho tôi hỏi chương trình xem nào tôi phải làm sao bây giờ. Rồi, thế là ông ấy cặp bồ bao nhiêu năm nay rồi? Dạ 13 năm nay nữa, sang là 14 năm thì 13 năm tôi mới biết chuyện. 13 năm mới biết chuyện. Thế bây giờ ông ở đâu? Thì cũng đi về nhà này, lúc thì ở bên kia, lúc thì ở bên này. Nhưng mà lúc này thì không có ở bên kia nhiều, bởi vì cái cô sau này bị nghiện ma túy thì đi cải tạo thường xuyên, thì bây giờ mới về nhà này ở. Về nhà này ở thì nhà kia thì bỏ không. Mà ba đứa con thì đưa về quê. Tóm lại là bây giờ là nói nhanh là vợ hai của ông ý đúng không? Có ba đứa con riêng. Dạ, ba đứa con riêng. Và bây giờ cái bà vợ ấy thì đang đi tù rồi. Dạ, đi cai nghiện ạ. Còn ba đứa con riêng thì ông ấy mang về quê gửi. Quê ở dưới miền Tây ạ, quê miền Tây, về dưới miền Tây ở. Ai nuôi ba đứa trẻ đó? Dạ cũng không biết nữa. À rồi, tóm lại là có một đứa con riêng của cái người đó nuôi, năm nay 18 tuổi nuôi ba đứa này sau này. Tức là bốn chị em, bốn anh chị em gì ở với nhau. Dạ, dạ. Thì chắc mới ở với ông bà ngoại gì đấy, dạ. Rồi. Thế bây giờ thì ông ấy quay về ở với chị à? Cũng chẳng quay về nữa, cứ muốn đi thì đi, muốn về thì về nữa. Tại vì cũng cả năm nay rồi thì tôi cũng suy sụp tinh thần, tôi muốn đi đi về chứ cũng không ai nói chuyện. Thế mỗi lần ông ấy về thì có thổi cơm cho ông ấy ăn không? Có, cũng vẫn cứ thổi cơm, muốn ăn nổi như đấy, ăn thì tự ăn. Nhưng mà từ cái ngày đó giờ tôi nói về thì có gì ăn đấy, không có quyền chửi bới, không có quyền đánh đập, không có quyền quát nạt chê bai này kia. Thì từ nay một năm nay thì không có về quát phạt cái chuyện ăn uống nữa, chê bai nữa. Rồi. Dạ. Thế mà ông có đóng góp tiền ăn hàng ngày không? Không, nói chung là kinh tế gia đình khá giả. Dạ, thì cũng tôi cũng đi làm ra tiền, tôi cũng không cần phải đóng góp, lúc nào cần lắm thì bảo đưa thì không, còn không tôi ạ. Rồi, thế là chị năm nay 63 tuổi, thế ông ấy bao nhiêu? Dạ cũng 63. À, hai vợ chồng bằng tuổi nhau, thế mà ông có vẻ vẫn còn khỏe, sung sức nhỉ. Trong 13-14 năm vừa qua thì ông đã sản sinh ra thêm được ba đứa con với cái bà cặp bồ kia, đúng không? Nhưng mà với chuyện ở nhà thì mười mấy năm nay không hề quan hệ với vợ. Nhưng mà cứ hỏi thì cứ nói không. Nhưng mà mãi đến sau, mười mấy năm sau mới biết là chồng có đi ngoại tình thì mới không có chuyện đó quan hệ ở nhà. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Mời anh Đinh Đoàn. Vâng, xin chào thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, dạ, chào chương trình ạ. Nhà mình thì bây giờ có hai đứa con thì các cháu trưởng thành hết chưa? Chắc lớn rồi đúng không? Dạ, con trai sinh năm 88 thì đã có một cháu nội 16 tháng, còn con gái sinh năm 94 thì chưa có gia đình ạ. Rồi, thế là thằng con trai thì ở riêng hay vẫn ở với mình? Dạ, ở riêng ạ. Rồi, cô kia thì 98 như này chưa lấy chồng đúng không? Cô 94 ạ, con gái 94, đứa thứ hai 94 và có hai anh em. Thôi hai đứa con nhà mình như thế tạm là ổn rồi. Mình thì nói là kinh doanh tại nhà phải không? Không, thì tôi thì cũng buôn, trước kia cũng buôn bán đi bỏ mỗi các chợ, thì bây giờ cũng đầu tư vào bên xây dựng. Thì coi như là cũng không phải chồng nuôi, coi như từ ngày yêu đến giờ là tự mình làm, cũng làm ra tiền. Rồi. Dạ. Như vậy là về mặt tài chính kinh tế thì không đáng lo ngại gì nữa. Dạ, không phụ thuộc. Mình chỉ thấy nó đau lòng vì mình hết lòng với ông ấy, thì ông ấy mười mấy năm nay coi mình như chết rồi đúng không? Vâng, và bây giờ lại còn để lại hậu quả nghiêm trọng là ba đứa trẻ mà với một cái cô người phụ nữ không ra gì, một người phụ nữ ma túy. Thế mà rồi vâng. Thế thì việc đầu tiên bây giờ mình phải xác định thế này. Cái việc ông ấy đã ngoại tình và có những ba đứa con với cái cô kia thì nó xảy ra rồi. Không có cái gì thay đổi được nữa. Chắc chắn nhà ông cũng sẽ phải nhận con ông hay, bởi vì hiện nay là ông ấy đang chưa biết tính thế nào, nhận con hay không nhận con. Chắc là cái chuyện mà quan hệ với cái cô đó ông cũng không muốn có con riêng đâu, nhưng mà nó là ngẫu nhiên. nó cũng, tôi nghĩ là cái cô kia cô dùng ma túy rồi cô cũng quan hệ với nhiều người đàn ông rồi, cô để có con như thế rồi ông này thậm thụt thỉnh thoảng hỗ trợ một chút tài chính kinh tế, chứ chắc không phải vì không còn yêu vợ mà yêu cô kia. Nếu như yêu cô kia đã tiến tới xa với nhau rồi, có với nhau 3 đứa con cơ mà. Vâng. Thế cho nên là trong trường hợp của chị thì tôi nghĩ rằng là nhà đất của mình có nhiều không? Dạ, nói chung là kinh tế gia đình, con trai cũng có mấy căn nhà riêng, con gái chưa có gia đình cũng có mấy căn giống kinh tế không có ấy, dạ không có phải lo nghĩ gì cả. Về cái chuyện ăn uống chi tiêu hàng ngày thì không vấn đề gì, tuổi của mình thì quay đi quay lại, nó tuổi già nó đến nơi. Thế cho nên tôi muốn nói là về cái tài chính kinh tế dù là gì chăng nữa nó cũng là mồ hôi nước mắt của mình. Nếu mình làm ra vất vả cả cuộc đời bây giờ lại thiệt thòi thì mình phải cố làm sao giữ để cho bản thân mình là một, hai là giữ cho các con. Thế thì trong cái thời gian tới mình có đánh ông ấy, đập ông ấy, đuổi ông ấy, ly hôn ông ấy cũng chưa phải là cần thiết lắm. Mà việc là mình xem quy hoạch lại về mặt tài chính, hiện nay có 4 cái nhà, 2 cái đã chuyển sang tên đứa này đứa kia, còn lại bao nhiêu chuyển sang tên cho mình. Cái nào mà tên hai vợ chồng mình làm sao đó đi để mà bảo toàn lực lượng, tránh trường hợp bây giờ mình nghĩ mình có 8 cái nhà, nếu ly hôn ông ấy đòi ly hôn sẽ chia đôi, ông ấy lấy mất mấy cái rồi ông đi ông nuôi một đống con ở đâu đấy thì mình thấy nó bất công thôi nhá. Cho nên là cái về mặt là không giữ được người phải giữ được của. Mặc dù người ta nói rằng là người còn chả tiếc thì tiếc gì của, nhưng mà thật ra không có của thì chết, chứ không có người ấy thì cũng chưa chết đâu nhá. Cho nên là cái đấy là một. Cái việc thứ hai là xem ý kiến của các con. Đấy, mẹ thấy bố thì như thế, bây giờ mẹ không bênh. Các con cũng biết rõ rồi đấy, bây giờ ông có 3 đứa con rồi, đối tượng như thế. Mẹ thì mẹ rất là thất vọng, mẹ rất là buồn. Nhưng theo các con thì thế nào? Đôi khi các con nó cho mình những lời tư vấn rất là tốt đấy. Thôi mẹ ơi, coi như bố có mà như không đi, coi như chết rồi đi, cứ để cho ông ấy. Thôi thì về nhà, hôm nào về nhà thì cho ăn, mà đi thì thôi cũng coi như mình giữ làm sao được người muốn ra đi. Ông ấy như một con ngựa hoang rồi đúng không? Thế thì mẹ cứ bình tâm, rồi có gì thì mẹ ở với chúng con sẽ sau này có trách nhiệm mà lo lắng với mẹ. Thôi mẹ ơi, mẹ làm vừa vừa thôi, rồi mẹ đi tham gia các câu lạc bộ yoga, rồi thể dục, rồi dưỡng sinh, rồi đi chăm sóc da mặt, làm tóc, làm đầu gì đấy, cho nó vui. Mình tập trung làm ăn vừa vừa thôi, nhiều cái nhà rồi cuối cùng cũng làm cái gì đâu. Quan trọng nhất là bình yên và hạnh phúc. Bây giờ cho mình khá giả, mình đã có được như này tạm, không tham tiền nữa nhá, mà quản lý tiền cho chặt. Không có được quản lý tiền. Không, bà lấy chồng nhau mấy chục năm rồi chưa bao giờ, mà mãi đến hai là mấy chồng mới bắt đầu đi làm có tiền, thì không hề được quản lý tiền của chồng một đồng nào. Không hề quản lý, chồng không cho quản lý. Mình có kinh doanh, có đầu tư đất đấy cơ mà. Hồi nay là mấy cái nhà, đứa con gái chưa có chồng mà nó có vài cái nhà rồi, mình cũng có đấy mà. Chứ còn cái đồng tiền mặt mà ăn tiêu hàng ngày tôi không tính. Cái đấy thì tôi... là nói chung là nhà mua cho các con thì là chồng mua cho, chứ không phải thôi mua. Túm lại là mình chẳng có cái gì đúng không? Ông ấy tuy là có 3 con riêng ngoài, nhưng mà ông cũng lo được trả cả cho con trai con gái, cũng có nhà nọ nhà kia, là ông ấy có tiền, ông làm ra. Nói chung là có tiền, Thế còn nếu mà tính ra bây giờ thì mình chẳng có cái gì đúng không? Thì có cái nhà đứng chung tên hai vợ chồng ấy thôi. Còn thôi, những cái nhà thì mua cho con thì là chồng cho con đứng tên hết rồi. Tất cả thứ là đều hai đứa con đứng tên rồi. Bây giờ có ly hôn chăng nữa thì cái nhà cũng cưa đôi cưa ba gì đó thôi. Mình cũng chẳng đi đâu được, chắc lại ở một phòng hay ở trên tầng, ông thì ở tầng dưới, rồi cuối cùng cũng chả đi đâu được. Không có ly hôn. Nói chung là, nói tóm lại là tôi sẽ không ly hôn. Nhưng tôi để nhìn thì bây giờ là anh ấy không một lời xin lỗi, biết là sai nhưng không hề một lời xin lỗi, tôi buồn lắm. Buồn cái gì, gấm khổ quá. Ông đã coi thường mình tới mức độ là coi mình không ra cái gì thì ông ấy đi cặp bồ. Cặp bồ mà đi gọi là đi với gái một vài lần thì thôi còn gọi là đi ăn vụng. Còn đây ăn ngang nhiên, cặp bồ với đến nỗi mà với một đối tượng trong mười mấy năm trời có 3 đứa con. Thì cái người này thực ra trong mắt họ là người ta rất là coi thường mình rồi, tự ái làm gì với cái đối tượng ấy. Người ta coi thường mình thì mình cũng chẳng cần phải kính trọng gì người ta, mình lo mình sống đi. Thì bắt ông xin lỗi làm gì, vớ vẩn ông điên lên, ông bảo tôi chỉ có thế, bây giờ bà muốn làm gì thì làm. Thì cuối cùng mình cũng chả làm gì được. Cái thế của mình nghe có vẻ cũng cứ rất là trông chênh. Cho nên là thôi không phải, không giữ được người mà đã muốn chạy đi đâu. người cũng chẳng còn là của mình nữa. Cứ duy trì thế, lúc nào về thì về, mà thậm chí mình chả nấu cơm thì ông chả đòi hỏi được. Thật ra anh có coi tôi là vợ nữa đâu, bao nhiêu năm nay ông phủ nhận, ông phản bội, ông đi, ông đầu tư, ông chăm, ông lo đấy. Thì bây giờ thế nào thì thế đi, tôi bây giờ cũng mệt rồi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi để tôi lo cho cuộc sống của tôi. Không phải hơi đâu, phải hầu hạ. Nếu hôm nào mình có hứng có chí thì mình cho ông ăn, còn không thì cũng không thể bắt buộc được nữa. Anh không có quyền đòi hỏi, như ban nãy mình cũng nói rồi đấy, đúng không? Rồi. Thế thôi, không gây sự nữa rồi. Thế còn thì bước đường cùng, mình cũng nói là mình không muốn ly hôn. Chứ còn ly hôn thì dễ không? Ly hôn thì quá đơn giản, nhưng mà ngẫm rồi cũng chả để làm gì, lấy cái bằng mà bằng ly hôn ấy về để treo đâu, đúng không? Mình cũng ở cái tuổi này rồi, quay đi quẩy lại ông cũng già, mình cũng già thôi. Và thôi thì tập trung cho đốt cái con bé sau ấy cho nó trưởng thành. Ít nhất mình cũng nhìn thấy là ông cũng có tí trách nhiệm. Có hai đứa con thì bây giờ các con nó cũng đầy đạn, bố nó cũng mua cho nhà nọ nhà kia. Đôi khi có khi chúng nó trong lòng là chúng nó cũng không nỗi hận ông ấy lắm, đúng không? Đúng rồi, không có hận, đúng rồi, và rất tôn trọng, kính trọng ạ. Đấy, bởi vì ông rất đầy đạn và ông có điều kiện thì ông nên mấy con ở đâu cũng không sao cả. Thành ra cái chỉ có mình là cái người mà cái mối quan hệ của mình nó khác, là vợ là chồng khi bị phản bội thì mình đau, chứ còn thì các con thì nó không cảm nhận hết cái đau như mình được. Nó thấy bố nó vẫn được lo để cho các con lấy vợ lấy chồng rồi mua nhà mua xe, như thế là ổn định. Thôi trong những tất cả những cái mà gọi là mất mát thì mình chọn cái đỡ mất mát nhất, duy trì cuộc sống hiện nay và lo cho bản thân mình, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn thôi. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm học Đinh Đoàn rồi chị ạ. Xin cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng, xin chào chị, chúc chị có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Nghệ An. Nghệ An đâu ạ? Vâng, vâng. Tôi đang nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em hỏi bác sĩ câu em bị bệnh viêm da khớp mà em thủ dâm nhiều thì có ảnh hưởng gì bác sĩ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 40 ạ. 40 tuổi, có vợ con gì không? À không ạ. À thế à? Thế viêm đa khớp thì nó có ảnh hưởng đến vận động của bạn không? Không, lâu lâu thì nó mới đau lại thôi, bình thường thì nó uống thuốc quá nó bình thường ạ. Tức là vẫn đi lại lao động bình thường đúng không? Vâng vâng ạ. À, chứ không ảnh hưởng gì đến cái việc vận động cả. Thế đang làm nghề gì đấy? Dạ làm nông ạ. Làm nông nghiệp ạ. À, nông nghiệp. Rồi, thế tại sao 40 tuổi mà chưa lấy vợ? Dạ chưa. Thế à, chưa nghĩ đến chuyện đó à? Vâng. Thế định vài chục năm nữa thì nghĩ đến đúng không? Thế mà bạn nói là thủ dâm nhiều, thế là một ngày mấy lần hay là một tuần mấy lần? Có ngày 2-3 lần, 3-4 lần, nhưng cô tuần trả thủ nhưng mà ngày nào vẫn hưởng lên ngày 3-4 lần á. Tức là có ngày thì tận 3-4 lần, nhưng mà có những tuần thì lại chả lần nào cả. Vâng, vâng, vâng. À, thế là tức là khi nào có nhu cầu thì mới làm việc đó, đúng không? Vâng, vâng. Với lại hỏi bác sĩ là mình thủ dâm nhiều thì có ảnh hưởng đến đường sinh, đường con cái sau này không á? Thế định bao giờ lấy vợ? Dạ chưa. Chưa, thế mà cứ ảnh hưởng, lo ảnh hưởng con cái. Chưa tìm được đối tượng à? À, chưa tìm được đối tượng. Thế từ trước đây đã có mối tình nào chưa? Dạ chưa. Ôi, thế tức là chưa có quan hệ với một người phụ nữ nào? À, có thì có rồi nhưng mà... Cái lần đi cách đây mấy chục năm rồi? Cũng mấy năm rồi nhưng mà đó là mình ngoài đường vậy thôi. À rồi. Không... Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ dạ. Chào em. Dạ chào chị ạ. Chị nghe câu chuyện của em với anh Văn rồi. Dạ dạ. Bây giờ thì cái tình trạng viêm khớp của em ấy thì nó như thế nào? À dạ, nó viêm nhưng mà em đau thì em uống thuốc vào, uống thuốc giảm đau ra thì nó đỡ ạ, nó thôi ạ. Nhưng mà một thời gian nó lại đau lại ạ. Nhưng mà em hỏi là cái vấn đề em làm uống thuốc Tây à? Em uống thuốc Tây à? Em có theo bác sĩ ở bệnh viện nào không? Không ạ, em theo toa của nhà thuốc ạ. Theo toa của nhà thuốc á hả? Chị muốn lưu ý em một chút về cái bệnh viêm đa khớp ý. Viêm đa khớp tức là nó viêm nhiều khớp và chủ yếu là của em là các khớp nhỏ phải không? Dạ vâng ạ. Chứ không phải là các khớp lớn. Thế thì cái bệnh này nó cũng như là kiểu người ta gọi như là bệnh tự miễn ý. tức là bệnh do cơ thể của mình nó sinh ra cái bệnh đấy. Thế và nếu đúng là em bị viêm đa khớp dạng thấp hoặc là viêm đa khớp như thế thì em phải điều trị thuốc, tức là phải có sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa về khớp, cơ xương khớp nhá. Người ta theo dõi cho em, người ta kê thuốc cho em, bởi vì là những cái thuốc mà để điều trị cái viêm đa khớp này ấy, thì nó phần lớn là những cái thuốc nó cũng tương đối là có hại cho dạ dày, cho sức khỏe của mình. Thế cho nên mình phải rất là thận trọng khi mà điều trị những cái thuốc này, và tốt nhất là phải có sự thăm khám của bác sĩ chuyên ngành cơ xương khớp nhá. Chứ mình đừng có ra hiệu thuốc mình mua ấy, thì sẽ có những cái thuốc mà nó không phù hợp hoặc là nó không đúng thì nó sẽ gây hại cho sức khỏe của em. Bởi vì nếu đúng là viêm khớp dạng nhỏ nhiều như thế này ấy, thì em phải điều trị tương đối lâu và trong thời gian dài. Em ở Nghệ An thì em có thể đến bệnh viện đa khoa tỉnh nhé. Ở đó các bác sĩ người ta sẽ chụp x-quang các cái khớp cho em này. Rồi người ta cần thiết người ta sẽ phải làm một số các cái xét nghiệm để người ta chẩn đoán xem em có đúng là bị như thế hay không. Và từ đấy thì em mới có thể có được cái đơn để mà mình điều trị. Thứ hai nữa là bây giờ thì mình lại đang rất là lo lắng về cái chuyện mình thủ dâm, thì không biết là thủ dâm như thế thì nó có ảnh hưởng gì không, đúng không? Thực ra thì em đến bây giờ thì em vẫn chưa có gia đình, hay nói cách khác là cái đời sống tình dục của em nó chưa bình thường. Thế và em chỉ có một biện pháp lựa chọn, đấy là tự thủ dâm để mà giải tỏa những cái bức xúc về tình dục của mình. Chứ chắc là chỉ có đi ra ngoài một lần như thế rồi cũng sợ và không muốn đi ra ngoài nữa, đúng không? Vừa lo sợ người khác biết, xong lại lo sợ bệnh tật, nhiều thứ khác. Chị nghĩ là cái phương pháp em chọn là thủ dâm tương đối an toàn với em tại thời điểm như thế này nhá. Chứ đúng là đi ra ngoài ấy, mà quan hệ tình dục với những cái đối tượng có nguy cơ cao ấy, thì mình rất dễ mắc những cái bệnh mà nó không có lợi cho sức khỏe của em. Việc em lựa chọn hình thức thủ dâm là được rồi, để giải tỏa bức xúc của mình. Nhưng mà cái tần suất ấy, thì em cũng nên cố gắng điều chỉnh cho nó phù hợp. Ví dụ như là mỗi tuần mình một lần, hoặc là 1 đến 2 lần. Cái tuổi của mình 1 đến 2 lần, thậm chí 3 lần cũng được. Nhưng mà thông thường thì mỗi ngày mình chỉ nên là 1 lần thôi, chứ không nên là một ngày tới 2-3 lần nhá. Bởi vì em phải hiểu là khi mà em thủ dâm, tức là em có xuất tinh, thì nó cũng coi như là một cái hoạt động tình dục. Mà những cái lúc như thế thì cơ thể của mình nó cũng phải làm việc rất nhiều. Nếu như mà một ngày mình bắt cơ thể mình làm việc tới 2-3 lần, trong khi mình là còn phải có các cái hoạt động sống khác nữa, thì chị nghĩ là nó hơi quá sức đối với em, nếu mà trên nền một cái người lại còn bị viêm đa khớp như em nữa. Vì vậy mà mình lựa chọn phương thức là được rồi, nhưng mà sử dụng cái tần suất nó như thế nào, hay là sử dụng cái cách ra làm sao để mình có thể thủ dâm an toàn, mặc dù giải tỏa được cái bức xúc về tình dục nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em, thì em cũng nên tìm hiểu thêm một số các cái kiến thức về thủ dâm an toàn nhé. Còn một cái nữa là bạn ấy rất là lo không biết sau này lấy vợ thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe tình dục hay không, đúng không? Vâng, có ảnh hưởng gì về vấn đề sau này đường sinh con cái ấy, bác? Nếu như mình thủ dâm quá nhiều, hoặc là thủ dâm mà nó không đảm bảo được cái cơ quan sinh dục của mình, nó dễ bị viêm nhiễm chẳng hạn, thì nó cũng có thể làm ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng tinh trùng. Muốn biết là có ảnh hưởng gì tới sức khỏe sinh sản sau này hay đường con cái hay không, thì mình phải đi làm một cái xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá số lượng và chất lượng tinh trùng thì mới có thể biết được nhá. Em có con rồi, nhưng mà em sợ sau này á, còn trước đây em cũng có con rồi ạ. Thế sao em nói là em chưa quan hệ tình dục, tức là em đã có gia đình rồi à? Không ạ, trước đây chị em chỉ là quan hệ tình dục 1 lần vậy là có con á. Nhưng mà cô kia là cô ấy bảo là cô ấy không lấy chồng, cô ấy chỉ xin đứa con á, sau này em mới biết á. À, thế à, em biết chắc chắn đấy là con của em à? Dạ vâng ạ, em biết mà. Thôi cái việc đấy thì mình sẽ tính sau về cái nghĩa vụ rồi là trách nhiệm của mình với em bé như thế nào thì đấy là việc của hai em. Nhưng mà rất nhiều trường hợp là người ta gọi là vô sinh thứ phát, tức là vẫn có con lúc đầu lần một thì vẫn có con hoàn toàn bình thường, nhưng đến lần sau ấy thì vẫn có thể bị vô sinh mà. Người ta gọi đấy là vô sinh thứ phát. Rồi trước khi đi lấy vợ thì cứ đi khám một lần nhá. Người ta gọi là khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân ấy nhà, thì yên tâm ngay. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Vĩnh Phúc. Dạ alo, em chào chương trình ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em có một chuyện khó nghĩ quá về chính người mẹ của mình. Bây giờ em muốn chuyên gia tư vấn cho em bây giờ sẽ suy nghĩ về người mẹ của mình như thế nào ạ? Cụ thể là như thế nào đấy? Tức là em năm nay 32 tuổi và nhiều năm qua em sống trong cảnh bệnh tật, là bệnh rối loạn lo âu, cho nên là làm những việc nó trái với, cũng không phải hẳn là vì sức khỏe của mình thôi, nhưng mà em bây giờ em uống thuốc lâu năm bây giờ đã hồi lại được một phần, nhưng mà bây giờ cảm nhận với mọi người thì em nhìn đẹp lại với người mẹ rất là ấy ạ. Cảm nhận mẹ thế nào? Cụ thể là em thì bệnh rối loạn lo âu cho nên dẫn đến cả chuyện vô sinh đấy, cái không có tinh trùng đấy. Đấy, nhưng mà còn về mặt về phía mẹ em ấy, thì con thì bị bệnh tật như vậy, nhưng mà mẹ em thì lại cái tâm của mẹ em lại vẫn hướng ở nhà ngoại. Tức là nhà đẻ là giúp chị gái mình cả các cháu trong miền Nam hết, bỏ tiền ra cho vay mượn chứ không chuyên tâm cho con trai mình chữa bệnh. Rồi, thế là bạn có mấy anh chị em? Em có hai anh em ạ. À, bạn là lớn à? Hay là bạn là nhỏ? Em là thứ hai ạ. À, thế là anh trai đâu? Anh trai có lấy vợ chưa? Anh trai lấy vợ mà có xây dựng nhà rồi. À, thế ở em riêng? Bây giờ em là thứ hai ở riêng. Nhưng mà cái quyết định có con của em thì mẹ em cả anh trai thì không có một cái hướng gì gọi là, mà chỉ lo về kinh tế, sợ thiệt về kinh tế. Thế bây giờ là bạn đang ở với mẹ à? Không, mà em là ở riêng với vợ, hai vợ chồng ở riêng rồi. À, có vợ rồi? Dạ vâng ạ. Rồi, thế là lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ năm 2010 ạ. À, tức là lấy từ năm 28 tuổi đúng không? À. Rồi, thế là vợ có biết là mình bị bệnh tật đấy không? Tức là không sống đấy thôi, từ lúc em uống thuốc ngủ lâu năm thì bây giờ mới nhận được ra là, và cái chuyện sinh lý của em thì dường như là không có hẳn. Tức là không có quan hệ với hai vợ chồng, không có quan hệ với nhau luôn á? Tức là có, nhưng mà trừ đại khái là không ra vào khác gian luôn. À, rồi thế vợ có than phiền không? Vợ em thì không nói cái gì, cứ im lặng thôi, nhưng mà em cảm nhận được là vợ em cũng buồn. Rồi, thế hai vợ chồng sinh sống bằng cái gì? Hai vợ chồng em đi làm công ty thôi, còn và sinh với hai đứa trẻ, nhưng mà không phải của em ạ. Tức là đang xin hai đứa trẻ về nuôi à? Không phải ạ, tức là vẫn của con của bọn em, nhưng mà em dùng ngân hàng tinh trùng. À, tức là đã thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ có con rồi đúng không? Vâng, nhưng mà không phải của em ạ. Thì tất nhiên bạn là gì có tinh trùng đúng không, mà đã không có tinh trùng thì làm sao có con được. Cái chuyện này thì em cũng bớt suy nghĩ thôi, nhưng cái chuyện bây giờ em đang muốn rất là cảm nhận về người mẹ. Rồi, từ tôi hiểu rồi. Bây giờ phải xử lý từng vấn đề một. Vấn đề đầu tiên thì cái khả năng sinh sản của bạn ra làm sao thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự. Còn cái rối loạn lo âu khiến lúc nào trong đầu bạn cũng nghĩ về người mẹ của mình như thế thì chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn sẽ tư vấn trả lời. Bây giờ mời chị Hải trước nhé. Thực ra thì chị chào em. Con em lớn chưa? Dạ, con em một đứa là năm nay học lớp 9 tuổi, một đứa năm nay 24 tháng ạ. À thế à? Em yêu nó không? Dạ, em thì bây giờ em cảm, tức là sau thời gian uống thuốc rồi bây giờ em thấy con em không thấy giống em, cho nên em đại khái là cũng không vui thoải mái lắm như là con đẻ đâu ạ. Em ơi, em biết là nguyên nhân là ở em mà. Đúng không? Nhưng mà cái em buồn bây giờ là nhìn về người mẹ của mình là tiền thì bây giờ chị nghĩ là thứ nhất là về phía em ý. Cái rối loạn lo âu của em có lẽ nó cũng chưa ổn định đâu. Nhá. Và nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống của em, của gia đình em và của em với mẹ em là nó đang ảnh hưởng. Vì thế mà theo chị thì thế này, trước mắt ý, mình đừng nghĩ quá nhiều về những cái mà nó đã có rồi. Cái quyết định mình cho vợ đi sử dụng tinh trùng ngân hàng để mà mình có em bé là đồng thuận của mình mà. Mình quyết định cùng với vợ và mình đã thực hiện việc đấy cùng với vợ để có con. Và nguyên nhân vô sinh là do mình. Vì thế cái đứa con đấy nó sinh ra, mặc dù nó không phải là mình, không phải là người sinh ra nó, nhưng mình dưỡng nó, mình nuôi nó từ bé. Và chị nghĩ rằng là nếu em yêu thương nó thì nó cũng vẫn có tình cảm với em. Nếu mình không nói ra thì nó cũng chẳng biết là mình có phải là bố đẻ hay là không phải là bố đẻ. Mình cứ yêu thương, mình nuôi dưỡng nó sẽ lớn dần lên trong cái ngôi nhà của mình, trong vòng tay của mình, trong tất cả mọi công việc của hai vợ chồng. Thì chị nghĩ sau này tình cảm của em nó sẽ rất là tốt. Thứ hai là về chuyện của em với mẹ em thì lát nữa anh Đoàn sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mà cái mà chị muốn bây giờ là em cần phải có sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa về tâm thần, để bác sĩ sẽ chẩn đoán, điều trị, đặc biệt là theo dõi cái liều thuốc của em, xem cái loại thuốc mà em sử dụng như thế nào, rồi cái liều lượng nó ra làm sao để điều chỉnh cho em. Thì em cần phải có sự theo dõi của bác sĩ về chuyên khoa tâm thần nhé. Chứ nếu mà tình trạng cứ như thế này, em cứ hết lo nghĩ đến việc nhà, rồi con mình, rồi buồn, rồi công việc, rồi lại mẹ vân vân. Tức là cái rối loạn lo âu của mình mức độ nó càng ngày càng tăng lên, và nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của em nhé. Thế còn khi mình đã dùng những cái thuốc về tâm thần như thế này thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái cương dương, cũng như là có thể là cái nguyên nhân xuất tinh sớm của em. Vì thế là chia sẻ tất cả những điều này với bác sĩ tâm thần mà điều trị cho em ý, để bác sĩ sẽ có thể có những cái thuốc nó phù hợp với em nhé. Rồi, không biết là cái việc rối loạn lo âu khiến cậu chàng này suốt ngày lo nghĩ nhiều như thế, và cái người bình thường mà khi mà lo nghĩ nhiều như thế còn ảnh hưởng, huống hồ một người đã có cái biểu hiện của bệnh tâm thần không ổn định, thì anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ tiếp với bạn nhé. Rồi, chào em. Anh coi như giúp em có thể giảm bớt đi cái suy nghĩ xấu về mẹ em được không ạ? Để yên anh nói. Để yên anh nói. Thứ nhất là cái việc mà rối loạn lo âu là em tự chẩn đoán, hay em đi bác sĩ bệnh viện tâm thần người ta kết luận giấy trắng mực đen, hay là mình cứ thấy mình lo âu mình bảo mình rối loạn lo âu do nghe báo đài người ta nói rồi mình cứ tự vận vào mình? Dạ, trong đơn thuốc của em mới lại nhiều lần em bị co giật thế nào nhiều lần uống thuốc thì là bây giờ trong đơn thuốc thì là có cái phần kết chuẩn đoán đấy là rối loạn lo âu. Anh hiểu rồi, chốt là đúng là rối loạn lo âu, đúng là bệnh thật đúng không? Nay hai vợ chồng ở cái nhà ấy là của ai? Dạ, nhà của anh em xây, nhưng bây giờ anh em xây nhà mới rồi thì hai vợ chồng em lại ở. Rồi, tức là mình cũng có nhà, mà nhà thì cũng không mẹ cho thì cũng anh cho, chứ cũng chẳng phải tự là đi vay đi mượn gì thì lên đúng không? Ừ. Nhà mình có ở sát nhà mẹ không? Em sát ạ. Bố đâu rồi? Bố em mất rồi. Ừ. Thế thỉnh thoảng bà nội có sang chơi với hai cháu không? Không, bà bây giờ vẫn quan tâm hai cháu như là cháu của mình luôn ạ. Đấy, bà chả còn hơn em ấy. Em con mình mà lại còn không yêu, đây bà nội sang yêu thế. Thỉnh thoảng bà có quà bánh cho các con không? Không, cái về tình cảm thì em không nói đến, mà bây giờ cái nói về cái cách cư xử, bà dùng tiền để mà không chữa trị cho con một cách đến nơi chúng, mà bà lại cho giúp người nhà bà ở quê vay tiền. Trời ơi, bà cho vay để nó sinh lời chứ bà cho đâu. Bà có hai đứa con, bà chồng thì mất rồi, có hai đứa con dựng vợ gả chồng cho cả hai đứa. Còn bệnh tật thì đang chữa từ từ đúng không? Nhà thì trước là cho thằng anh nó xây dựng lên, bây giờ nó có nhà to hơn để chuyển cho thằng em. Mình cũng hưởng lợi từ cái sự trợ giúp, sự hỗ trợ của bố mẹ và anh em ruột, đùm bọc nhau, đừng có vạch vòi là cái nào của mẹ cái nào của anh. Còn mẹ bây giờ không làm ăn gì nữa để mà mẹ còn lo cái thân của mẹ, cũng như là sau này có thể hỗ trợ con. Mẹ đang cho người ta mượn, người ta vay, bà cũng toàn người ruột thịt. Chứ ra bây giờ bà đi làm từ thiện trong bà cứ vung vít, hoặc là bà cho một cái ông hàng xóm chẳng hạn, thì mình biết tiếc chứ các bạn. Thế nên là bà đang lo. Em đúng là em rối loạn lo âu, nhìn các thứ nó cứ tiêu cực chứ. Anh thấy bà nội tốt mà. Mình hiện nay là mấy 32 tuổi đầu lấy vợ thì khó khăn về sinh đẻ, thì bây giờ cũng giải quyết được 2 đứa con, cũng có nhà có cửa, vẫn đi làm công ty, bà thì sang yêu quý các cháu, vậy thì còn mong muốn gì? Rất nhiều người khác chỉ ước được thế thôi đấy. Chứ nhiều người á, bà nội còn suốt ngày ở cạnh, còn sang rất là khó tính, can thiệp vào đời sống của vợ chồng, rồi gây mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Em mà đứng ở giữa 2 làn đạn còn chết nữa. Ở đây anh thấy mẹ được, đừng có trách. Thế nhưng còn... mà không, mẹ em lại không thực sự là tiền mẹ em không chu đáo, với đại khái là không có tâm với nhà chồng, mà vẫn hướng cái tâm của bà vẫn ở hướng nhà ngoại, nhà đẻ. Nhà thì bà mua cho, mà thậm chí là việc 2 đứa con để ra đời thì rất tốn kém, bởi vì thụ tinh trong ống nghiệm thì rất là tốn kém, thì chắc chắn là bà cũng là người chi tiền đúng không? Vợ chồng là công nhân thì làm sao mà có thể lo được nhỉ? Rất khó khăn đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái việc ý hỗ trợ sinh sản nó tốn kém vô cùng nhá. Và thứ hai nữa là bạn đừng có nghĩ điều gì nó cũng tiêu cực như thế đi. Nhìn thấy con mình to, mình không phải là con của mình cũng thấy không yêu quý. Trong cái đó bà nội, tức là mẹ của bạn vẫn còn yêu 2 đứa nhỏ như thế cơ mà. Nên đi khám, và khám ở cái khoa chuyên khoa tâm thần ấy nhá, của bệnh viện tỉnh. Nếu mà bạn đang ở Vĩnh Phúc, còn nếu có điều kiện thì xuống Hà Nội khám đi nhá, để cho cái điều trị thuốc một cách tốt nhất, tích cực nhất. Từ đó thì mình sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Xin chào bạn, cảm ơn 2 chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Thưa quý vị khán thính giả, thời lượng dành cho chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau.